trứng hành và gì? Trứng hành với lại tôm khô. Tôm khô ạ. Gọi là bánh tráng nướng đúng không? 5 phút là chín ạ. Không đầy 5 phút. Xong rồi á? Gọi là bánh tráng nướng. Cái đó cái gì có vẻ nhiều vậy? Thêm gì ạ? Thì mình chỉ có nhiều nhân hơn xíu, rồi xíu nữa thì mình cho thêm phô mai, cho mình có pate rồi. À. Bánh tráng nướng này là nguồn gốc ở đâu hả bạn? Gốc ở Đà Nẵng, Đà Lạt. Bánh tráng này gốc ở Đà Lạt. Ngon quá. Mình quay nhé. Này chắc bạn chạy lắm đúng không? Thì cũng điều điều thôi. Điều điều. Trong nước nó không ra luôn à. Cô hai bát thường một cái không hành không có tê. Cái đó thêm là gì ạ? Dạ cái này là phô mai. Phô mai. Xúc xích à? Phô mai xúc xích chín chưa? Bánh tráng nướng. Ok. Lại làm cái nữa. Em ạ. Bánh tráng này là mình tự làm hả bạn? À, bánh tráng này thì mình lấy ở từ Hóc Môn mà. Tức là cái bánh tráng ấy, cái bánh đa á. Dạ, mình lấy từ Hóc Môn về. Mình lấy từ Hóc Môn về. Mình phải đặt, tại vì bánh này nó dày hơn và nó không có mặn như bánh cuốn của mình. Cái mà để dùng để cuốn, làm chả cuốn ấy. Dạ, thì nó mỏng hơn mà. Nó mỏng hơn, còn cái này dày hơn. Dày hơn mà lạc. Mà nhạt hơn. Cái vàng vàng nó là nước gì không? Đường cái này à? Là bơ. Bơ. Bơ trứng. Bơ trứng, bơ độn trứng. Nướng liên tiếp vậy. Yeah.
của cái lò này không cần là bếp củi hả bạn? Cái này là than. Than à? Than. Mình không nướng củi được. Than thì nó mới cháy. Than này than củi đúng không? Dạ. Than nhưng mà là than củi chứ không phải là than đá. Dạ. Than đá thì nó quá nóng. Dạ. Than đá thì nó quá nóng. Bạn là quê ở đâu? Dạ, em quê ở miền Tây. Miền Tây tỉnh nào? Tiền Giang. Tiền Giang, mình có người bạn Tiền Giang đang ở cùng này. Vâng. Cái này tương ớt đấy. Dạ. Xong đúng không?